Thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ trong nước đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Điều đó thể hiện qua số lượng các công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí uy tín của thế giới, những giải thưởng sáng kiến hữu ích góp phần tăng năng suất lao động. Đặc biệt, trong khó khăn thách thức, khoa học công nghệ đã chứng minh vai trò quan trọng trên tuyến đầu, trong đó phải kể đến nhiều kết quả nghiên cứu phục vụ thiết thực cho việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sử dụng phân tích thông tin dữ liệu lớn, kết hợp dịch tễ học để đánh giá tình hình bệnh dịch, dự báo nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam, cung cấp kịp thời cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đó là công việc mà nhóm chuyên gia của đề án Hệ trí thức Việt số hóa đã và đang làm trong suốt nhiều tháng qua. Những thông tin quan trọng này là cơ sở để Ban Chỉ đạo đưa ra những hành động cụ thể nhằm phát hiện, khoanh vùng các ổ dịch, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Nhờ cái sự đánh giá rủi ro đó thì chúng ta có được những cái bộ công cụ mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục là phát triển nó để về sau có thể dùng được cho không chỉ cho cái dịch này mà còn cho các cái dịch về sau có cái đặc tính tương tự. Sau một tháng trải qua các bước nghiên cứu, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trên hệ thống thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, bộ kit phát hiện xác COVID-2 của Việt Nam đã được đưa vào sản xuất với nhiều ưu điểm như độ nhạy, độ đặc hiệu cao, đơn giản, dễ sử dụng. Cho kết quả nhanh, giá thành hợp lý, bộ kit đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã chấp thuận đưa vào quy trình đánh giá sử dụng khẩn cấp. Không chỉ cung cấp hàng trăm nghìn test cho các cơ sở xét nghiệm trong nước, bộ kit cũng đã được xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới. Để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều sản phẩm robot, máy thở của Việt Nam cũng đã được chế tạo thành công trong thời gian ngắn. Đóng góp vào cái thành tựu chung đó có sự góp mặt của các nhà khoa học đã âm thầm ngày đêm nghiên cứu trong nhiều năm, tạo tiền đề cho cái sự thành công và đưa vào ứng dụng trong đời sống gần đây. Nhiều tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp đã nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng các cái kết quả nghiên cứu vào trong sản xuất, tạo ra các cái sản phẩm có chất lượng. Hiện Việt Nam cũng đã thành công bước đầu trong việc nghiên cứu vaccine phòng chống dịch COVID-19 và kháng thể đơn dòng phục vụ sản xuất thuốc đặc trị COVID-19. Việc làm chủ những công nghệ mới trong phòng chống dịch bệnh sẽ là minh chứng cho thấy năng lực nghiên cứu trong nước ngang tầm với các nước trên thế giới.